Chào nha nhé, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người nhận Aerobe khoảng 35 token CTC của CryptoCoin. Thấy tương đối ổn thôi. Không biết là có như nào, hiện tại yêu cầu nó cần Telegram, Twitter và Medium nhé. Hiện tại Medium đang chặn Việt Nam nên mọi người sẽ cần phải cài VPN để vào Medium. Đầu tiên mọi người sẽ cần vào cài Medium, cài VPN. Thế nhưng mình ứng dụng này sẽ là cái tiện ích này là tiện ích Hola nhé. Nếu trên web thì mọi người nên tải Hola về hoặc là dùng Opera Mini, dùng trình duyệt Opera nhé. Nếu mà trên điện thoại thì mọi người nên tải cái ứng dụng 111.1.1.1 đấy, trên CS có lệnh được tải về để fake fake IP. Thì đây nhá, mọi người thích vào nó ra cái này, mọi người thích thêm một đêm, thêm một chôm nhá, để nó cho nó check thêm tiện ích vào cho nó kiểm tra. Hơn 8 triệu người dùng con này, thích vào thêm tiện ích nhá. Lâu phết nhỉ. Đấy, như vậy là đã thêm được Hola trên tiện ích rồi nhá. Đã thêm được tiện ích rồi. Mọi người có thể kiểm tra vào cái phần kích vào cái phần mày mảng như này nhá. Đấy thì nó là đây, con này chính là Hola đây. Nếu mà mọi người muốn pin nó lên cái thanh này thì bấm vào cái nút này để pin nó lên nhá. Không muốn thì ở nó đi. Đấy, một pin lên thì bấm vào đây. Đấy thì nó sẽ xuất hiện trên trên thanh nhận x rồi nhá. Như vậy là ok rồi. Để đây sẽ mọi người sẽ kích vào nó, kích vào thêm trang nhá. Bây giờ anh em Việt Nam làm những cái tải cái gì đây chuyện nhá, mọi người kích thêm trang có Medium rồi. Tìm đi ra. Đấy, hiện tại vẫn chưa được. Cái bạn vào lốc này. Đấy thì nó tự động kết nối với VPN nước Mỹ nhé, IP Mỹ nhé. Medium sẽ không chặn nữa. Đấy, như vậy chúng ta đã vào được Medium rồi. Ok. Bước đầu tiên nó hoạt động ok nhé. Tiếp theo quay lại. Thì mọi người sẽ tiếp theo mọi người kích vào cái form này nhé. Link form mình để ở dưới phần mô tả nhé. Follow Twitter này, retweet và chia sẻ. Ông đường link zone Telegram, kênh Telegram và group và follow Medium nhé. Mọi người sẽ follow Twitter trước. Bước này mọi người bấm follow nhé. Retweet thì cứ retweet cái, không yêu cầu retweet cái nào cả. Cứ retweet đi một cái nhé. Cái tiếp tục nó pin này. Aerobe sẽ còn lại 9 ngày đây, nó nói còn lại 9 ngày nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ vào nhóm Telegram của nó. Để vào nhóm Telegram nhé. Vào cái web. Bấm zone nhé. Đây, đây kênh rồi vào nhóm.
cái nhóm nhé, nhóm của nó cũng 2-3 nghìn người rồi. Tiếp theo cái nhiệm vụ cuối cùng là vào Medium, follow Medium thôi. Thì đây mọi người bấm follow nhé. Tiếp theo sẽ bấm vào cái hình profile để lấy tên đấy nhá, tên người dùng của mình, người dùng nhá đấy, và copy vậy form đấy mình sẽ điền chữ Medium trước đây nhá, Medium này, Telegram này, mọi người sẽ để lần lượt tất cả các điền vào form này. Telegram nhá, Twitter này, Twitter vào phần profile. Đấy. Copy cái phần mình vào. Email thì thế là Mỹ Đoàn nhá. Email của mình. Nếu mọi người nhập phím rep 20 vào đây nhá. Thì rep này phần rep này mọi người sẽ nhập Tuấn Thế Oanh để ủng hộ mình nhá. Nhá. Đấy. Tất cả thông số mọi người thì kiểm tra lại nhé. Ok, bấm submit rồi gửi nhé. Ok.